Ngày 3 tháng 8, Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Đức Anh, 28 tuổi, trú phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa và Hồ Khánh Ly, 24 tuổi, trú xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, trưa ngày 1 tháng 8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thanh Hóa tiến hành kiểm tra một căn hộ chung cư trên địa bàn phường Đông Vệ. Qua xét nghiệm nhanh có 7 trên 8 người dương tính với chất ma túy. Kiểm tra căn hộ, công an thu giữ các chất ma túy dạng ketamin, nước vui, nước sướng và các dụng cụ dùng để sử dụng ma túy, loa, đèn led. Theo cơ quan công an, nước vui, nước sướng là loại ma túy mới xuất hiện, được pha trộn từ nhiều chất ma túy tổng hợp như MDMA, ketamin, diazepam. Loại ma túy này có thể hòa tan được vào nước như nước giải khát, khi uống sẽ gây ảo giác mạnh. Nếu sử dụng nhiều có thể đe dọa đến tính mạng.